Ngày 25 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phát hiện kịp thời ngăn chặn 25 tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị đưa ra bán trên thị trường. Trước đó vào ngày 18 tháng 12, đoàn kiểm tra phát hiện một xe container đầu kéo kéo theo trơ móc do tài xế TAP sinh năm 1988 điều khiển vào kho lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn DECQB Logistics ở phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị nhập hàng là thực phẩm đông lạnh vào kho. Đồng thời tại kho này cũng đang lưu chứa số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh gồm có bao tử heo đông lạnh, vú heo đông lạnh, dầu trường heo đông lạnh, trứng gà non, lá sách bò đông lạnh. Tổng trọng lượng hàng hóa là 24.915 kg, theo giá niêm yết thị trường ước tính hơn 2,4 tỷ đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hoàng Văn Chức, Phó Giám đốc kiêm Quản lý kho lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn DECQB Logistics cho biết toàn bộ số thực phẩm đông lạnh là của công ty lưu chứa bảo quản tại kho lạnh để bán ra thị trường kiếm lời trong dịp lễ Tết cuối năm. Tuy nhiên, ông Chức chưa xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán lưu thông trên thị trường đối với số thực phẩm.